Nhắn mấy anh chồng có số đào hoa, nhắn mấy anh chồng vợ hai vợ ba. Có chơi thì chơi cho khéo, chớ quên quên vợ nhà. Ông bà xưa có câu, ớt nào mà ớt chẳng cay. Chào thua. Ghen không đánh tâm, ghen không tức tưởi, ghen không mắng chửi, ghen không thưa người. Mà bà ghen như thế này này. Một ghen bà thủ giao làm, hai ghen bà lên cơn sốt, đút tàng hoàng cả làng. Ghen bà đến ông thờ hàng, một chai axit hàng ngã cũng tàn. Không thương thời thôi bà phó trôi, còn thương mũi biển cũng thành đường. Không thương táo ngọt chứ cũng thành me chua. Nhắn mấy anh chồng có số đào hoa, nhắn mấy anh chồng vợ hai vợ ba. Một vợ anh nằm giường lèo, hai vợ anh nằm treo queo. Một vợ anh nằm giường lèo, ba vợ anh ra chuồng heo. Là trong lúc chị Hương Thủy đang gửi đến bài hát Ghen đến cho quý vị thì phu quân của nữ ca sĩ Hương Thủy đã comment vô trong livestream thiệt không? Không, ảnh nói cái giọng ráng hơn anh Tâm thì không. Ờ tức là giằng mặt bo ráng bây giờ ráng khủng hơn xưa này nó giằng mặt hơn khủng hơn. Không nhưng mà hồi nãy chị Thủy nói là một vợ là ngủ vườn lèo á, vườn lèo hai vợ ngủ chèo queo, ba vợ là ngủ chuồng heo à? Không chị, ba vợ là người ta ngủ với má vợ chứ không phải ba vợ ra chuồng heo, ba vợ là ngủ với má vợ chứ. Em nghĩ là sau cái livestream này là cái bài hát này của chị Hương Thủy sẽ được cắt ra riêng để cho các bà lâu lâu lấy xuống gửi cho các ông đó, để gửi một cái tin nhắn là coi tự hiểu thôi chứ không có nói gì hết trời. Thật sự ra em cái tánh em thích hay bóc phốt người khác ở trên chỗ public lắm chị Hương Thủy, chị hát vậy thôi quý vị chứ ở nhà trời ơi yểu điều thục nữ lắm quý vị, ngoan lắm, ngoan lắm vợ đó, vợ hiền vợ ngoan vợ giỏi đó, chứ không có phải kiểu mãi đâu trời, nói cho vui thôi, ước mơ. Nhưng mà quánh ghen ngày xưa được thì Thủy nói là công nhận là xưa rồi, bây giờ là phụ nữ không quánh ghen nữa. Làm chứ quánh gì phụ chị? Nữ bây giờ là quánh phấn. Đúng rồi. Đánh phấn, thương bản thân mình, lo cho mình trước tiên hết. Đó. Chính xác. Chứ không có nghiến răng nghiến cổ quánh ghen như ngày xưa nữa. Người ta nói là phụ nữ thời xưa là bây giờ là không có đánh ghen, chỉ có đánh phấn. Phụ nữ bây giờ là cái gì? À không có kiếm chuyện, chỉ biết kiếm tiền.